Trang Hải mến chào bà con đang xem kênh YouTube Nhà Đẹp Trang Hải. Hôm nay á, Trang Hải sẽ quay để giới thiệu cho bà con một căn nhà cực kỳ đặc biệt luôn. Căn nhà mình á, thì đây á, mình bước vài bước chân ra đường 835B luôn và đối diện khu dân cư Phát Hải và sát bên chợ Gò Đen luôn nha bà con. Đó, với diện tích ngang 3m7, dài 7m5, xây một lầu có hai phòng ngủ và được bán với giá đúng ngay chủ nhà luôn 780 triệu, mà còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà luôn. Và nhà mình á là có sổ hồng công chứng nhà nước trong ngày luôn nha bà con. Đầu video bà con mà nhớ ủng hộ Trang Hải bằng cho Trang Hải xin nút like cũng như nút đăng ký kênh. Dạ, Trang Hải cảm ơn bà con. Và đây là căn nhà đường nội bộ và căn nhà mình rất là rộng 4m luôn. Con đường mình bê tông rộng 4m, rất là thoải mái cho bà con đậu nhiều chiếc xe Honda đây, xe Honda và xe máy đây luôn. Và nhà mình á nằm giữa khu dân cư hiện hữu, cho nên bà con mà về muốn mua sử dụng căn nhà này á, về mình sống á, có bà con hàng xóm rất là thân thiện, sống khỏi sợ buồn luôn. Rồi, trước khi vào nhà mình, bà con cũng nhìn thấy mỗi căn nhà thì chủ nhà có làm đồng hồ điện riêng mà hồ nước riêng, nước thi cục nha bà con. Mình ở đây là nước thi cục, rất là nó riêng tư cho khoảng mình xài riêng tư gia đình luôn. Lớp cửa nhà mình có hai lớp cửa, lớp cửa đầu tiên chủ nhà đã làm sẵn lớp cửa sắt 4 cánh rất chắc chắn cho mình luôn. Tiếp theo là bậc tam cấp vào nhà mình rất là cao so với mặt đường, mà nói chung á, mỗi trước khi mà chủ nhà muốn xây dựng một cái căn nhà, chủ nhà tính toán cho bà con mình lời là xây trên 100% đất thổ cư, không ngập lụt và không bị quạt luôn cho bà con, quá là tuyệt vời. Và lớp cửa thứ hai của mình là chủ nhà làm cửa sắt 4 cánh, cán kính cường lực, và mỗi cái căn cửa sổ, căn cửa lớn với căn cửa nhỏ đều tặng cho bà con mình bộ đèn rất là mới luôn. Ok cho bà con mình về khỏi tốn tiền làm thêm bộ đèn luôn. Và đây là cái không gian căn phòng của mình cũng động nha bà con, chủ nhà lớp gạch rất sạch sẽ cho bà con, gạch 60, cái màu này cái màu kiểu như cà phê sữa. Xung quanh á, căn nhà mình thì chủ nhà cũng ốp gạch men lên trên cao khoảng 1m mấy luôn, rất sạch sẽ căn nhà mình, cho bà con mình có con em nhỏ mà về á muốn có chơi bẩn á cũng rất thuận tiện lau chùi luôn. Và trần là trần á, chủ nhà làm trần la phong thạch cao nguyên tấm, tất cả hệ thống mình đều đèn led và điện âm hết. Cái điểm nhấn căn phòng pháp mình là chủ nhà tặng cho bà con mình một cái quạt rất là đẹp luôn. Kế bên đây có một cái không gian bếp, thì cũng có một cái tủ bếp, bếp này tủ bằng nhôm nha bà con, để rất nhiều hộp luôn, mặt bếp cũng gấp đá rất sạch sẽ, tường bếp cũng vậy luôn, và có rất nhiều ổ điện cho bà con mình về sử dụng thiết bị điện rất là tuyệt vời luôn. Vào đây có cái bồn rửa chén dưa bát inox 304, nước thì rất mạnh, nước thi cục cho bà con đây nè, đấy, rất là mạnh. Rồi kế bên đây chủ nhà cũng có một cái nhà vệ sinh cửa nhôm, cũng đầy đủ trang thiết bị cơ bản, coi như gạch cũng lót hết xung quanh mình rất cao rồi, nền gạch cũng vậy luôn, lót gạch nhám chống trơn trật cho bà con mình yên tâm về sử dụng nhà vệ sinh luôn. Và sau đây cho Hải mời bà con mình lên tham quan cho tầng lầu mình có những gì. Đây, trước khi lên lầu, cầu thang chủ nhà làm tay vịn cầu thang bằng gỗ rất chắc chắn và uốn éo lên suốt luôn trên tầng lầu mình luôn. Bậc tam cấp thì chủ nhà đã làm ốp đá hoa cương tầng bậc cho bà con mình, nói chung cái lộ này đó rất lại bà con rất thuận tiện tiện di chuyển lên trên lầu của mình. Trên lầu mình thì gồm có hai phòng ngủ. Cái phòng ngủ thứ nhất là cửa nhôm kính mờ nha bà con. Cái phòng này cũng tới 10 mấy m² bà con, trần gạch cũng ốp đích sạch sẽ cho bà con mình. Xung quanh á thì chủ nhà đã ốp cũng rất sạch sẽ cho bà con mình luôn rồi. Trần á la phong thạch cao nguyên khối, tất cả hệ thống mình đều đèn led hết cho bà con. Bên đây cũng có sổ cho bà con mình nóng nực á, mình mở ra đất mình không có đâu đụng với nhà ai bà con, lấy gió lấy sáng rất tuyệt vời, có tặng bà con mình bộ đèn luôn. Và đây là căn phòng ngủ thứ hai trên lầu mình, cửa nhôm kính mờ, căn phòng này cũng 10 mấy m² nha bà con, nền gạch cũng hết tường, xung quanh bà con cũng nhìn thấy nè, ướp đất sạch sẽ luôn. Và cũng có một cái chỗ nhà có làm mà cái cửa chính có cái cửa sổ cái bên tặng cho bà con bộ đèn luôn. Và nhà có hướng tây nha bà con, đây là cửa chính hướng ra ban công của mình, cửa sắt gắn kính mờ, đây có khoảng lan can nhìn ra đây. Đó, bà con nhìn thấy đi, đó nhà dân nè, mình nằm trong khu dân cư hiện hữu, ở dân sống rất là tuyệt vời luôn. Rồi và rồi cuối cùng Trang Hải cũng cảm ơn đến bà con mà nãy giờ xem hết video giới thiệu nhà bên Trang Hải. Nếu bà con mà thấy phù hợp với căn nhà này thì cứ liên hệ trực tiếp với Trang Hải qua số điện thoại 0937350079 để Trang Hải dẫn xem nhà trực tiếp, là cái giá chỉ 780 triệu mà còn thương lượng chính chủ luôn nha bà con. Kênh Nhà Đẹp Trang Hải thì chuyên á giới thiệu những ngôi nhà mới nhất đẹp nhất giá rẻ nhất để cho bà con mình xem tham khảo. Cuối cùng Trang Hải mến chào và hẹn gặp lại bà con.